Phải nhanh tay lên nào, mùa đông sắp tới rồi, tích trữ lương thực thôi. Hả? Tiếng con gì mà la nghe thảm thương quá vậy? Trời đất ơi, sinh vật gì thế kia? Người của nó phát ra ánh màu xanh dương, lạ quá. Này, này, người không sao chứ? Đau quá, đau quá. Làm ơn, hãy cứu lấy con của tôi. Hãy ấp cho nó nở ra. Rồi sau đó, hãy bảo nó quay về quê hương Godzilla, bảo thù cho tôi. Làm ơn. Người có con nữa à? Trời ơi, là một cái trứng vừa mới đẻ. Trông thật tội nghiệp quá. Nhưng mà không biết kẻ thù của loài này là ai mà sao bọn chúng lại tay tàn độc đến như thế. Thôi được rồi, thôi được rồi, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Nhanh lên nào, nhanh lên nào, phải đem nó về nhà, lấy khăn, lấy rượt để sưởi ấm cho nó. Xin chào tất cả các bạn. Nãy giờ xem, chắc có lẽ mọi người biết tôi là cái thứ gì rồi đúng không? Vâng, tôi chính là cái trứng mà người đàn ông tiền sử này đem về nhà để chuẩn bị ấp tôi nở ra. Nhưng khi đặt tôi xuống nền, ông ấy định lên lầu lấy một ít mùng mền quấn vào người của tôi. Thì đúng lúc tôi đập vỡ trứng và chui ra ngoài. Ê, trời đất ơi, sao nó nở lẹ vậy? Một con quái vật con. Không, không, mau ra khỏi nhà tao. Nhanh lên, ra khỏi nhà tao. Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng bỏ con, đừng bỏ con. Mẹ ơi, con sợ lắm. Ê, tao, tao phải là mẹ mày. Tao là một người tiền sử đực thì làm sao mà có thể có bầu và đẻ được? Đẻ bằng cái nách à? Nhưng mà con nhìn thấy ai đầu tiên thì gọi người đó là mẹ. Mẹ ơi, con đói bụng quá à. Mẹ có thể cho con bú sữa được không? Hả? Tao làm gì có sữa để cho mày bú chứ? Hay, thôi được rồi, theo tao, ra đây tao cắt cỏ cho mày ăn. Tôi từ quả trứng nở ra đã mang hình hài của một sinh vật kỳ lạ có màu tím hồng. Tôi nhận người tiền sử này là mẹ, nhưng ông ấy đã từ chối và bảo ông ấy không phải mẹ của tôi. Ông ấy vừa đi cắt cỏ, vừa kể cho tôi toàn bộ quá trình mà ông ấy nhặt bản thân tôi về nhà. Đó, đó, ngươi hiểu chưa? Ta tìm được ngươi, chứ không phải ta đẻ ngươi ra. Ủa, mà sao ngươi không ăn đi? Cắt cỏ nãy giờ quá trời quá đất rồi nè. Mẹ ơi, con không muốn ăn mấy thứ này, con chỉ muốn bú sữa à. Mẹ ơi, cho con ngậm ti miếng đi. Ta làm gì có ti mà cho ngươi ngậm. À, ta hiểu rồi, chắc có lẽ ngươi thích ăn thịt. Để ta đào thử dưới đất này coi có côn trùng gì không, cho ngươi ăn nhé. Mẹ ơi, mẹ ơi, chết đi, chết đi, chết đi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ta đã nói rồi, ta không phải mẹ ngươi. À đúng rồi, mẹ ngươi trước khi chết bảo với ta khi nào ngươi nở ra thì ngươi hãy quay về quê hương của mình báo thù cho mẹ của ngươi. Không, không. Mặc dù người tiên sứ này không phải là mẹ ruột của tôi, nhưng ông ấy rất tốt với tôi. Ông ấy vì muốn kiếm thức ăn cho tôi mà đầu trúng hang ổ của một con sâu tử thần. Kết quả là thế này đây. Tôi cảm thấy có lỗi quá. Nhưng thôi, nhưng thôi, hẹn kiếp sau tôi sẽ làm con của ông ấy. Bây giờ tôi phải quay về quê hương của mình, thực hiện lời nguyện ước cuối cùng của mẹ ruột tôi, báo thù cho bà ấy. Đứng lại, dám bước vô lãnh địa của loài mãng xà khổng lồ bọn ta thì không có đường ra đâu. Chuẩn bị chui vào bụng ta đi. Từ rắn quái vật đây. Người thấy ta nhỏ ăn hiếp ta, ta không có sợ đâu. Trên đường đi, tôi đi ngang qua một thung lũng đầy rắn mãng xà to lớn. Lũ này rất dữ tợn, liền hô ra muốn giết tôi. Nhưng thật bất ngờ, tôi mặc dù nhỏ nhưng sức khỏe vô cùng phi phàm. Tôi cũng dễ dàng kháng lại những cú cắn chết người của bọn chúng và diệt lũ mãng xà này. Nhưng mà lúc này trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ khác. Tại sao mẹ ruột của tôi lại muốn tôi quay về quê hương để báo thù chứ?
Rõ ràng quê hương là nhà nơi mình sinh ra, đáng lẽ mình phải về đó sống chung với đồng loại của mình. Không lẽ mẹ tôi gian díu vụ chồng của người ta, rồi kết quả tôi là sản phẩm vui chơi của họ hay sao? Thôi thôi thôi, đón non đón già làm gì, tôi sẽ nhanh chóng về đó xem sự thật ra sao. Cô hả? Cô tôi phải là sinh vật gì sao kỳ lạ thế nhỉ? Không biết nó đang bị gì nữa, chị tới đó xem thử cái coi. Hả? Sao người của nó lại toát ra mùi hôi thối đến như thế? Đây người đang bị gì vậy? Đau quá, tôi bị trật chân, tôi không đứng dậy được. Làm ơn hãy đỡ tôi dậy đi, nếu không quái thú ở đây sẽ ăn thịt tôi mất. Nhưng mà ta trông ngươi dữ dằn gớm ghiếc lắm, thì làm sao có con nào dám đụng tới ngươi được? Tôi có bề ngoài xấu xí như vậy thôi, tâm hồn tôi tốt lắm. Làm ơn đi, nếu không tôi sẽ không về được. Giờ tôi nó sẽ đi ngủ với thằng khác mất. Thôi được rồi, ta sẽ cố gắng đẩy ngươi dậy, cùng ta hợp sức nào. Ngươi là thêm một con mồi nữa mắc bẫy rồi. Lần này ngươi không chạy được đâu. Không kịp, tôi bẩn thỉu đây. Rõ ràng ta đang nghi ngờ ngươi, nhưng mà ta quyết đem lòng tốt để giúp đỡ ngươi. Ngươi lại đối xử với ta như vậy. Sao bạn quay? Đừng, xin tha mạng cho tôi đi. Tôi là một con quái vật biết tốt, tôi có thể giúp ích cho ngài. Vậy mà không nói cho ta biết ta thuộc giống loài nào, quê hương của ta đang ở đâu. Ngài là loài Godzilla, quê hương của ngài ở phía trước kia thôi. Làm ơn bỏ qua cho tôi nha. Thứ gian manh độc ác như ngươi chắc chắn sau này sẽ lại lừa sinh vật khác. Ta không để cái họa hoạn này xảy ra một lần nữa đâu. Xuống địa ngục đi. Người của mình hấp thu sức mạnh của con quái vật đó. Wow, tôi lớn rồi. Thiệt ra tôi là loài Godzilla. Hèn chi tôi dũng mãnh đến như vậy. Được rồi, phía trước tôi sẽ là quê nhà của tôi. Tôi lại tiếp tục lên đường, đi qua một chặng đường nữa, gặp rất là nhiều chông gai, lũ đồng quái vật từ khắp nơi bay về muốn xé xác người của tôi. Nhưng mà bây giờ tôi lợi hại hơn xưa gấp trăm ngàn lần. Những cú quào, những cú cắn, thậm chí từ trong miệng của tôi phun ra một cái hơi thở mỏ thối. À nhầm, một cái hơi thở gì đó khiến cho lũ rồng dính phải chết ngay tại chỗ. Nói chung thì cuộc chiến này mặc dù tôi chỉ có một mình, nhưng tôi đã tàn sát hết bọn chúng và vượt qua được lãnh thổ của loài rồng này, tiến vào lãnh thổ của loài Godzilla huyền thoại. Đúng lại, mày không được phép vào đây. Mau, biến cho khác đi. Không, tôi là con dân của Godzilla. Làm ơn cho tôi vào đi. Tôi muốn quay về quê hương của mình. Tôi muốn tìm ra kẻ hung thủ đã làm hại mẹ con tôi nữa. Chết tiệt, bọn ta bảo rồi, mau cút đi. Không đi đâu. Này, lũ khốn kiếp canh cổng này, mau cho ta vào. Nè, tỉnh dậy đi. Mình còn sống, mình ở đâu đây? Sao nơi này nhiều Godzilla quá vậy? Này, cái thứ màu hồng kia, ngươi từ đâu đến? Tại sao ngươi muốn vào thế giới của Godzilla bọn ta để làm gì? Sao con Godzilla này lớn quá vậy? Không lẽ nó là chúa tể đầu đàn ở đây? Này, tôi muốn gia nhập hội với mấy người. À đúng rồi, tôi còn muốn tìm ra hung thủ hại mẹ con tôi ngày xưa nữa. Cái gì? Ngươi là Godzilla à? Ngươi còn có mẹ nữa à? Ta hiểu rồi. Vậy chắc chắn ngươi là con của mụ ta. Vậy là ông biết mẹ của tôi. Làm ơn nói cho tôi kẻ nào hại bà ấy đi. Là ta đó. Bởi vì mụ ta mang nghiệp chúng là ngươi. Còn Godzilla được
con. Ta không muốn nó ra đời. Ta không muốn ta bị thay thế bởi ai. Nên ta đâm kêu mụ ta phá đi. Mụ ta không chịu. Ta giết mụ ta thì mụ ta trốn thoát. Ngươi giờ thì ngươi đã hiểu rõ chưa? Hãy mau chạy đi trước khi quá muộn. Không, ta không chạy nữa đâu. Nơi này là quê nhà của ta. Ngươi là kẻ giết mẹ ta. Bây giờ ta sẽ báo thù. Ta thách đấu với ngươi. Ta muốn trở thành chúa tể tại nơi đây. Thật đất cười. Với thân hình nhỏ bé của ngươi, ngươi tưởng có thể đụng vào móng tay của ta à? Tất cả thần dân Godzilla nghe đây. Ta chấp nhận lời thách đấu của thứ ngu ngốc này. Các ngươi không được xen vào. Hay lắm. Vậy thì ta sẽ liều cái mạng này báo thù cho mẹ của ta. Chết đi. Thưa bạn Thiệu, người mà là chúa tể cái gì? To gan, thứ rác rưởi này dám xúc phạm ta. Ta sẽ nghiền nát ngươi. Không. Mình không được bỏ cuộc. Mình không được chết ở đây. Mình phải báo thù cho mẹ của mình. Phải tỉnh lại. Trời đất ơi, nhìn cơ thể của con Godzilla màu hồng đó kìa. Nó trở nên lớn hơn, dữ tợn hơn. Mẹ kiếp mày, mày chưa chết hay sao? Mày chạy vô đi mày. Đúng vậy, tôi tàn độc như ngươi. Không xứng đáng làm chồng, không xứng đáng làm cha của những con Godzilla khác đâu. Lúc rồi, ta sẽ thay thế mẹ ta, thay thế những con Godzilla bị ngươi giết, trừng phạt ngươi, đưa ngươi xuống 18 tầng địa ngục chịu tội. Cơ thể của ta, độc quá, khó chịu quá. Ngươi, chưa hết đâu, còn nữa nè. Trời đất ơi, cái thứ đó phóng ra tia phóng xạ khắp mọi nơi trên cơ thể của nó. Mạnh quá. Không, ta mới là con Godzilla mạnh nhất. Ta là thủ lĩnh, ta là đầu đàn. Ta không bao giờ thua sinh vật khác đâu. Vậy thì ngày hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi. Chết rồi. Chúa tể của chúng ta chết rồi. Phải làm sao đây? Các ngươi đừng lo. Kể từ nay ta sẽ là chúa tể mới của các ngươi. Ta sẽ thay đổi toàn bộ luật lệ tại nơi đây.